Từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024, công ty Bài 15 thuộc binh đoàn 15 tổ chức kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị dành cho một trung đội tự vệ tại chỗ và một trung đội tự vệ cơ động của đơn vị. Theo đó, công ty tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, huấn luyện hậu cần kỹ thuật, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, võ thuật, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và huấn luyện chiến thuật dân quân tự vệ. Đặc biệt trong chương trình huấn luyện có 4 giờ bồi dưỡng về ngôn ngữ của dân tộc Gia Rai trong giao tiếp cơ bản dành cho lực lượng tự vệ. Sau kết thúc thời gian huấn luyện, đơn vị tổ chức kiểm tra kết quả học tập chính trị, trang bị kiến thức quốc phòng và kiểm tra bắn đạn thật, súng tiểu liên AK. Qua đó đánh giá nhận thức và bản lĩnh cùng khả năng sử dụng vũ khí trang bị của lực lượng tự vệ. Đó là một trong những nội dung để đánh giá kết quả về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự của đơn vị.